Ngày 20 tháng 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định đã phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức tuần lễ giới thiệu nông sản an toàn. Đây là cơ hội để các sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường, từng bước hình thành thói quen mới cho người tiêu dùng đối với nông sản an toàn. Tham gia tuần lễ giới thiệu nông sản an toàn có 50 đơn vị, giới thiệu hơn 350 sản phẩm OCOP tiêu biểu của Nam Định và các tỉnh bạn như Hà Nam, Quảng Trị, Cao Bằng. Đây là cơ hội để người tiêu dùng trong tỉnh tiếp cận với các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi, tìm giải pháp liên kết, hợp tác, gắn sản xuất với thị trường, cùng nhau hướng đến sự phát triển của một nền nông nghiệp bền vững, có giá trị gia tăng cao. Mình có cái thông tin quảng cáo truyền bá để cho người dân hiểu biết được các sản phẩm an toàn, sạch, giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận để mình phát triển xa hơn nữa. Chúng tôi cũng sẽ liên kết với các cái tỉnh bạn để giúp cho các cơ sở và các doanh nghiệp trong tỉnh được mang các cái sản phẩm hàng hóa đi tham gia tại các hội chợ tại các tỉnh khác nữa. Thì đấy cũng là mong muốn của chúng tôi. Ngoài phát triển trong tỉnh thì là sẽ phát triển rộng hơn ra các tỉnh bạn. Nam Định có thế mạnh về sản phẩm nông sản an toàn. Hiện tỉnh có gần 600 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Có 39 chuỗi sản xuất liên kết, 133 mô hình được chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp HACCP. Tỉnh đã công nhận 329 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao.